Xin giới thiệu với các bạn, đây là dòng xe nâng điện Richard đứng lái của thương hiệu Unicarrier. Dòng xe này thì có tải trọng nâng là 1.500 cân. Nó được sản xuất vào năm 2015, sử dụng bánh xe PU chắc chắn và bền bỉ. Đây là chiếc xe nâng được TSV nhập khẩu chính ngạch từ Nhật Bản về Việt Nam và nó vẫn chưa được sử dụng tại Việt Nam nhé. Dòng xe Unicarrier này thì nó mang lại năng suất làm việc rất là cao. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn thu hồi nhanh vốn đầu tư ban đầu. Với thiết kế thông minh ở phần khung nâng được thiết kế là khung nâng 3 tầng, 2 xi nhan ở hai bên và thêm 1 xi nhan ở giữa. Điều này giúp cho xe nâng Richard Unicarrier có thể làm việc nâng hạ hàng hóa và sắp xếp hàng hóa ở trong container một cách dễ dàng hơn. Vô lăng của xe và các cần điều khiển được thiết kế dễ dàng cầm nắm, vận hành. Màn hình LCD hiển thị rõ các thông số giúp người vận hành có thể theo dõi chính xác mức độ hoạt động của xe. Hơn nữa, chiếc xe này đã được lắp đèn cảnh báo và đèn chiếu sáng đầy đủ. Các bạn có thể đến trung tâm thương mại Meling Plaza để xem xe trực tiếp hoặc liên hệ đến số điện thoại 0916 929 883 để được tư vấn nhanh nhất nhé. Xin cảm ơn.